Và mình sẽ quay cái master bedroom trước và sau cho cả nhà xem. Đây, ở đây thì cái phòng master thì cái phòng tắm nó rất nhỏ. Đây cả nhà, lúc mua thì cái căn nhà nó đã có như vậy rồi, cho nên tới lúc nó phải sửa lại hết cả nhà. Đây, toilet này cũng tháo ra dục luôn. Rồi cái bồn jacuzzi này tháo ra dục luôn cả nhà. Vì cái phạm vi trong này nhỏ mà nó để cái này thì không có đúng lắm, cho nên rồi cái này cũng dục luôn. Coi như là thay lại mới hết. Đây, hôm nay remodel cái hai cái bathroom trong này. Cái ống khói nó cao lắm rồi, bây giờ chịu phá được được 2/3 để sắp xong rồi cả nhà. Hai anh em đang đập cái ống khói, mọi người nhìn thấy không? Mọi hôm là tất cả cái dãy này là cái cửa này là không có này, cho nên mình mới bỏ cái cửa này vào. Rồi đồng thời cái ống khói này á, fireplace này mình không có muốn để lại, nên giờ mình đang phá cái khói này. Đó, mọi người nhìn thấy không? Mới phá một nửa thôi mà bao nhiêu gạch luôn. Ông anh mình đang ở trên, mình đang ở dưới. Mình phải che chắn lại cho nó khỏi để dưới của cái cửa này nha. Coi như là ở trên kia mình phá rồi, nó bỏ cái cho nó rớt vào trong này hết trơn á. Đây cả nhà, mình mướn thằng mẹ tới để mà cho nó chờ mấy cái gạch mà mình phá cái ống khói xuống này. Still a little bit more. Okay. Still a little bit more. Đây mình lại bán lại xong rồi mình phá cái tên. Sau 2 ngày hai anh em đã đập xong cái ống khói này cả nhà. Phải nói là cái ống khói này rất là hai anh em đập 2 ngày liên tục không nghỉ thì mới xong. Gấp 2 lần xi măng giống như vậy cả nhà. Cho nên là may là mình mướn được cái người mẹ, người ta giúp mình làm những công việc này. Nó xúc ra đổ ngoài này xong rồi nó chạy. Thì tổng cộng mình trả cho nó hết là 1.000 cả nhà. Thì nó lấy hết tất cả những cái đồ đạc là nó đưa đi đổ hoặc là nó đưa đi đâu đó mình không biết. Rất tội, nó làm rất vất vả. Đúng ra là chỉ có 900 thôi nhưng mà mình cho nó thêm 100 nữa. Hay một mình nó làm thôi. Người mẹ bên này ta làm siêng năng. Cho hai anh em mình làm cũng mệt cho nên không có sức để làm cả nhà. Để sức làm những công việc khác. Có một số công việc đang cần phải làm cho nên chưa có xong đấy. Mọi người nhìn thấy một mình đó, một đống đá này. Ngày hôm qua là ông anh mình đập rồi dùng súng để bắn cho nó rớt xuống, cho nó ra, rồi mình thì múc đổ ra ngoài này. Ngày hôm sáng hôm qua thì nó chở đi bằng nửa cái này rồi cả nhà, hơn một nửa cái này. Giờ ngày này thêm một lần nữa, lần mình nghĩ chắc có lẽ 2 chuyến thì mới hết cái này. Nên mình tránh cái chỗ này để mình làm công việc khác cả nhà. Đây, giờ thay cái cửa sau luôn cả nhà. Đây. Thì cái cửa này nó cũng giống cái cửa mới mua, nhưng cái cửa này thì mình không cần bỏ màn, mình giống như nhà bên Michigan của mình đó. Ở giữa cái hai cái miếng kiến nó có một cái màn cả nhà, cho nên mình kéo lên kéo xuống cho cái nhà nó rộng rãi. Cái cửa này thì cũng còn mới chứ không phải cũ, nhưng điều mình thích cái loại kia hơn. Đây, cái loại kia thì mới mua về đây nè. Cái loại này thì nó có cái màn cửa trong này này. Mình kéo lên kéo xuống để che được nắng, rồi ở trong nhìn ra không thấy, ở ngoài nhìn vô cũng thấy cả nhà. Làm từng giai đoạn.
thằng này hôm nay là mình có that's the B94 is the 94 M99A Humvee. The bulletproof man or what? Yeah, yeah, the bulletproof. Hôm nay mấy người đã tới ráp cửa sổ cho mình cả nhà. Cửa sổ có rồi nhưng mà mình ráp cái màn cửa sổ mà cái loại này rất đặc biệt cả nhà. Cái loại này là rất cũng giá nó cũng không có rẻ. Nó đang sắp xếp để nó đưa vào để cái này mình order 2 tháng giờ mới có cả nhà. Nên giờ bắt đầu nó mới bắt đầu bắt tay vào làm này. Đây là cái cửa sổ mà nó chưa bỏ cái khuôn vào đây, chưa có cái khuôn vào là nó như vậy. Còn cái này là nó mới bỏ cái khuôn vào này. Thấy không? Khác. Ok chưa? À, cái này nó bỏ cái khuôn vào này. Xong rồi nó mới bỏ cái cửa vào. Đây, cái cửa này. Cửa này nó bỏ 2 miếng cả nhà. Mình phải làm hết cả nhà. Cái nào có cửa sổ là đều làm cái loại mới này hết chứ. Wow, bỏ vô thì khác rồi nha. Mấy cái cửa sổ này bỏ vô là nhìn nó khác hẳn ạ. Install look more easy, look more very easy. Yeah. Professional. Chuyên nghiệp cả nhà, cho nên nó làm rất nhanh, rất gọn. Hai cái khung cửa sổ nhỏ nhỏ tại cái bếp này mình cũng làm luôn cả nhà. Nhà mình là đa số là thay hết tất cả các cái khung cửa sổ, thậm chí cửa đây luôn cả nhà này, cũng mới luôn. Sau mấy tháng vừa làm vừa chờ đợi giờ cũng đã xong cả nhà. Chờ đợi những cái đồ mà mình order đó, cho nên nó hơi lâu. Nhưng cũng đã hoàn thành căn nhà. Đây là cái người mà tới làm cuối cùng của căn nhà của mình đây cả nhà, là xong cả nhà. Hello, xin chào cả nhà. Chính thức hôm nay là cái nhà mình đã hoàn tất cả nhà. Mình sẽ đi một vòng và quay để gửi đến cho cả nhà xem trong vòng mấy tháng về Cali. Sửa nhà lại căn nhà mà lúc mình mua xong là mình chưa về đây ở cả nhà, cho nên nó lu bu và đồng thời nó cũng không có vừa ý, cho nên khi về đây rồi có thời gian rồi hai vợ chồng đã hoàn tất xong căn nhà. Ngày hôm nay là chính là ngày chính thức đã xong căn nhà sau khi hơn 2 tháng sửa cả nhà. Giờ mình đi một vòng để mình quay cho cả nhà xem nhé. Đây những cảnh quen thuộc trước mặt nhà mình của hàng xóm. Xóm này cũng yên tĩnh lắm cả nhà, rất là yên tĩnh. Một cái sân trước nó cũng gọn gọn nhỏ nhỏ thôi cả nhà. Đây là cái cửa trước đi vào cũng hoàn tất. Đi cái lối đi một bên để đi ra sau. Mình quay từ ngoài nhà đến vào trong nhà cho cả nhà xem nha. Đây là cái lối đi bên hông. Mình có trồng một số cây thì mình đã làm video cho cả nhà rồi. Đây là xung quanh nhà cho mình. Đây là căn nhà cho người ta thuê ở sau, còn nhà mình ở trước đây. Và có một cái lối này là lối đi vào bên gara, trong vào trong gara cả nhà. Đây là cái cửa đi vào bếp, từ gara đi vào bếp.
sẽ đi vào trong nhà bằng cửa trước. Cửa này là cửa đôi cả nhà, mình mở ra một cánh cũng được, hai cánh cũng được. Đây là cái không gian, cái này cũng mới chứ hồi trước không có có, cái này mình cũng quay cho cả nhà xem rồi. Nhưng hôm nay là kết thúc căn nhà cho nên mình quay từ đầu đến cuối cho cả nhà biết được căn nhà mình làm xong như thế nào. Đây là một cái nơi rất là nhỏ, hai vợ chồng mình hay ngồi đây uống uống trà, xem TV, YouTube, hát karaoke thỉnh thoảng. Rồi khi đi vào căn nhà thì mình sẽ quay cái phòng khách trước. Đây không gian của cái phòng khách cả nhà. Cửa sổ này là điều mới làm xong ngày hôm nay cả nhà. Cho nên mình chờ cái cửa sổ này làm xong rồi mình mới làm một cái video hoàn tất căn nhà để cho cả nhà xem căn nhà của mình tại Cali đây cả nhà. Phòng khách này thì cũng gọn nhỏ thôi chứ không phải lớn lắm đâu. Vừa đủ sinh hoạt cả nhà. Cửa này là chờ cả 2 tháng giờ mới có đó. Ở trong này cũng có một cái phòng cũng ngồi xem TV, nhỏ nhỏ thôi cả nhà. Giờ mình sẽ đi đến cái phòng bếp. Phòng bếp này thì cũng quen thuộc với mọi người coi video của mình rồi. Điều mà mọi hôm thì nó cũng chưa hoàn tất hết 100% đó cả nhà. Ngày hôm nay rất tiếc là mình hy vọng ngày hôm nay cái căn nhà mình xong 100%, mà không ngờ nó cũng vẫn thiếu sót một chút nữa cả nhà. Đó là cái hai cửa sổ tại cái bếp này. Có cửa sổ rồi nhưng điều thiếu một ít đồ cho nên người ta không thể nào ráp vào được. Cửa sổ thì cũng giống như cái cửa sổ, mấy cái cửa sổ kia thôi cả nhà. Nhưng điều thiếu một chút đồ cho nên không có hoàn tất ngày hôm nay được. Thôi chờ thêm vài ngày nữa cả nhà. Đấy, cửa đi ra sau, cửa đi ra sau. Cửa đi ra sau này cũng là cửa cũng mới thay luôn cả nhà. Trước ở trên cái đèn này không phải cái loại này nhưng mình cũng thay lại hết tất cả các cái dàn đèn ở trên cả nhà. Giờ mình sẽ đi vào cái phòng này nhỏ thôi, phòng này là phòng của con mình đây, cũng mới thay cửa sổ luôn. Chợt bên phòng con mình thì có một cái phu bát, cái tô phòng tắm và toilet cả nhà. Cái này cũng mới làm xong. Cửa sổ cũng là mới lắp xong cả nhà. Và cái toilet này cũng đập ra làm lại hết từ đầu tới cuối luôn, không giữ làm cái gì hết cả nhà. Cửa này là kéo tới cho luôn này đó. Kế bên cái phòng toilet này, cái phòng tắm này là nằm ở giữa hai phòng ngủ. Ở bên này là phòng ngủ cả nhà. Nhưng nếu cái phòng này giờ mình trơn thành
closet là để đựng áo quần thôi, chứ không có để không, chứ không có gì, không có làm thành phòng ngủ cả nhà. Và mấy cái tủ này cũng làm mới hết. Thì chỗ này nó có một cái phòng giặt, đây là cái phòng giặt, phòng này cũng là mới luôn cả nhà, cũng nho nhỏ còn gọn, vừa đủ để hai máy giặt, máy sấy và chỗ để ủi áo quần thôi cả nhà, chứ không có rộng lắm, thì cũng không cần thiết, chỉ có giặt đồ thôi mà. Giờ mình sẽ đi qua cái phòng master, đây là cái phòng master cả nhà. Master này thì cũng nhỏ thôi chứ không có lớn. Nhà mình thì cũng không có rộng lắm, cũng vừa đủ ở cả nhà. Đây, cửa sổ mới. Trước cái giường ngủ thì cũng có cái closet cả nhà. Đó, trước mặt mình là cái closet. Đây là cái phòng tắm. Cũng là tất cả những thứ trong này đều làm lại mới hết. Cũng là ốp đá. Sau mấy tháng hai anh em cầm củi làm thì cũng xong rồi nha. Cái này thì thực sự mà nói là sửa lại thì đa số là hai anh em làm chứ không có mướn ai cả nha. Từ trong ra ngoài luôn. Căn nhà của mình đi chút xíu là hết rồi đó. Phòng này cũng nhỏ nhỏ, thỉnh thoảng là ngồi xem tivi, có bạn bè tới chơi ngồi nói chuyện vui. Trên bức tường là mấy trăm anh, là mấy cái bức tranh của đứa con mình lúc giờ còn nhỏ cả nhà. Trong này có một cái sofa với hai cái ghế nhỏ nhỏ được 4-5 người ngồi đó. Khi mà bỏ hai cái cửa sổ này vô xong cả nhà, nhìn căn nhà nó cũng đẹp hơn là những cái cửa sổ cũ mà mình lúc bỏ mình để tạm cả nhà, nhìn thấy nó cũng rộng rãi hơn. Thôi mình xin dừng video tại đây cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Hẹn cả nhà những video tiếp theo tại Cali cả nhà. Bye bye cả nhà.